Kính bạch sư Thịnh Tuệ và sư Tuệ Tường, con có một trường hợp này, không biết phải hiểu như thế nào cho đúng, con mong các sư chỉ dạy. Nhân duyên là trong một thời gian con sống giữa gia đình, có một lần con nhìn thấy một con gà con đang yếu ớt bệnh tật nằm một mình xa đàn, xa gà mẹ, con thấy đáng thương tội nghiệp và có suy nghĩ. Hãy mang con gà yếu ớt này lại gần mẹ của nó, có thể nó sẽ được an toàn và khỏe mạnh. Nhưng khi con vừa nhẹ nhàng nhấc nó lên thì nó giãy mạnh và rơi khỏi tay con, ngã xuống đất nền gạch và chết ngay lập tức. Sau khi suy xét, con thấy mình không phạm giới, nhưng con lại nhớ sự hạnh tuệ nó có nói không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, nhưng con lại nhớ đến câu pháp cú ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nghĩ tới trường hợp này hay các trường hợp khác tương tự, con có sự phân vân mâu thuẫn. Khi con biết rõ tâm hướng thiện nhưng kết quả lại không thiện, việc không rõ nghiệp đã tạo là nghiệp đen hay nghiệp trắng hay nghiệp cả đen lẫn trắng. Nếu con có câu hỏi này, mong các sư cho con được biết yếu tố gì quyết định một hành động là ác nghiệp hay thiện nghiệp, là tâm khi tạo tác hay là kết quả của hành động, hay nhiều hơn thế nữa. Thưa quý vị, để mà xét một việc nó là thiện hay bất thiện, việc đầu tiên là chúng ta phải xét đến tâm. Tức là chúng ta làm việc này á bằng tâm vô tham, vô sân, vô si, hay là bằng tâm có tham, có sân và có si. Như trong trường hợp này thì mình có cái ý mình giúp con gà thì nó là bằng tâm vô tham và vô sân. Nhưng mà mình thiếu cái tâm vô si. Cái tâm vô si ở đây á là mình phải suy xét coi mình cần phải làm như thế nào để cho con gà nó được an toàn, nó được toàn vẹn nhất có thể. Và mình cần phải làm như thế nào để con gà nó không có sợ hãi. Một người á, tiếp xúc thì mình có thể trấn an một cái con vật làm cho nó thoát khỏi sự sợ hãi. Thì khi mà mình có sự suy xét một cách thấu đáo như vậy thì trong hành động thiện của mình á là nó sẽ có nhân vô si. Còn cái mà quý vị vừa đưa ra như một trường hợp ví dụ thì sư thấy rằng nó không có nhân vô si. Cho nên nếu xét về thiện thì đây cũng là thiện, nhưng mà thiện là vô tham, vô sân mà không có vô si. Thì nó sẽ cho cái quả nhị nhân, nó không cho quả tam nhân. Còn cái trường hợp mà mình đã làm một việc gì đó mà bằng tâm vô tham, vô sân và vô si mà cái kết quả nó vẫn xảy ra một cách tai hại trái với ý muốn thì đó là do nghiệp của chúng sanh đó. Sư lấy ví dụ, mình thấy một con gà như vậy đó, mình đã cố mình tìm mọi cách mình che chở, mình bảo bọc nó rồi, nhưng mà khi mình đưa đến nơi á, thì vì một nguyên nhân nào đó con gà nó vẫn chết. Thí dụ như mình thả nó xuống, tự nhiên có cái cây nhánh cây nó đè, nó rớt xuống đè, gà chết. Hoặc là con gà khi mà nó xuống tự nhiên nó chạy vài ba bước cái nó chết. Thì trong trường hợp mình đã chuẩn bị chu toàn hết tất cả rồi mà con gà nó vẫn chết thì như vậy mình biết là do nghiệp của nó. Trong trường hợp quý vị đưa ra ví dụ thì cũng rất là khó để mà mình có thể khẳng định 100%, nhưng khả năng vẫn là do con gà nó có nghiệp của nó rồi. Thì nói như vậy là để tránh như thế này nè, là trong trường hợp á mình thấy một cái cây lớn nó đang ngã về phía của mình thì mình làm như thế nào, mình tránh ra một bên hay là mình đứng đó mình chịu trận? Tại vì mình nghĩ là thôi mình có nghiệp của mình, tôi đứng đó nếu mà cái nghiệp tôi nó tới thì tôi chết, còn nghiệp tôi không tới thì nó không có chết. Thì như vậy là mình ngu chứ không phải là tại vì mình khôn.
chừng nào á mà mình đã hành động, trong cái hành động của mình nó bằng nhân vô tham, vô sân và vô si mà kết quả vẫn diễn ra, thì khi đó mình chắc chắn là thôi cái này vô nghiệp rồi, tránh không được. Cho nên là mình cần phải khéo léo và cẩn trọng ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với cách trả lời trước hình tại. Thưa quý vị, cái ở đây á là Đức hành tại á, trả lời á, rất là đầy đủ thưa quý vị. Theo sư rất là đầy đủ và rất là nghĩa là giống như là cái câu hỏi này nè, ngoài cái việc đầy đủ nha, ngoài cái việc mà đầy đủ nên là đầu đầy đủ và câu trả lời này nó trả lời câu hỏi này rất là khéo léo, là yếu tố thứ hai. Và cái yếu tố thứ ba nữa là có cái yếu tố mà có chiều sâu, mà tiến sư thì nó sẵn là câu câu này sư không có đại loại như là nói thêm một nêu một quan điểm này, một xin lỗi quý vị là không có nêu một quan điểm nào thêm nữa, mà là chỉ là cái nói thêm cái chiều sâu nữa, cái chiều sâu mà Đức Hành Tại muốn nhắn gửi quý vị để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn, hiểu rõ hơn là quý sư muốn truyền tải cho quý vị, để khi mình trong cái cuộc sống này, trong kiếp sống này và thậm chí trong cái luân hồi này, đúng không, mình làm cái gì, mình làm cái điều gì, giống như Đức Hành Tại nói đó, mình làm cái điều gì thiện, đúng không, thì không phải dựa trên là vô tham vô sân vô si, đúng không, để khi đó mình là người tâm nhân, mà người là người tâm nhân thì cái cơ hội mà đắc đạo đắc quả và bổ túc các parami thưa quý vị, cơ hội giải thoát đó, nói chung là cơ hội giải thoát đó, khỏi sinh tử luân hồi nó mới rút ngắn thôi đó. Thì có một cái điểm mà để Đức Hành Tại nói nó sư thấy khá là sâu sắc, mà sư sẽ phân tích rõ thêm để cho quý vị hiểu, là cái trường hợp mà Đức nói, để Đức nói là nếu chúng ta nghe, nếu chúng ta mà làm cái động thiện đó, hành động thiện thiện thuần tí đó, mà thiếu cái nhân vô si đó, đó là cũng giống như là dân gian mình có một câu gọi là ngu dốt mà cộng nhiệt tình, thưa quý vị, ngu dốt mà cộng nhiệt tình đó, mà sinh ra phá hoại cái gì. Ở đây là không phải ngu dốt, ngu dốt hoàn toàn mình không biết gì hết, nhưng mà là không, do mình không khéo léo thôi, mình không khéo léo, không, mình không khéo léo là mình làm, mình nếu á, bản thân mình đó, ở đây á, cái yếu tố quan trọng nhất á, theo suy nghĩ á, là nếu mà chúng ta luôn có đời sống mà gọi là chánh niệm tỉnh giác theo tinh thần cái tứ niệm xứ, phải có nha quý vị, phải có nha đó, thì suy nghĩ phàm trong cái việc gì là quý vị đầu tiên là sẽ giúp quý vị tránh xa bất thiện là rõ ràng, và cái điều thứ hai là nhất là khi mình làm thiện, thì giống như Đức Hành Tại nói đó, mình làm thiện thì cái mình luôn nghĩ sao cho cái tâm thiện mình luôn duy trì, xin nhấn mạnh nha, luôn luôn được duy trì nè, luôn duy trì nè, nó không có bị dễ thoái, và để là không có dễ bị những cái tâm ô nhiễm khác nó vẫn đục đó, đó là quan trọng đó. Đó để khi đó đó mình làm cái gì, phàm mình làm cái gì nó đều phải giống như là tâm tư, đúng không, hay là nó hoàn hảo chặng đầu chặng giữa chặng cuối đó, nó là thiện thuần tí, chính vì thiện thuần tí vậy đó, thì mình làm trong hết khả năng thiện của mình rồi, nó vẫn là thiện nha, nó vẫn là thiện luôn, thiện đầu, thiện thiện từ tiền từ hiện từ hậu, đúng không? Mà cái sự việc á nó vẫn xảy ra giống như Đức Hành Tại đó, nó vẫn xảy ra theo cái nhân quả của chúng sanh đó, mặc dù mình đã tìm cách hết hết cách mà giúp chúng sanh đó rồi, mà chúng sanh nó vẫn nằm ngoài cái sự cứu vớt của mình đó, thì cái đó đó cái tinh thần đó, cái tinh thần đó, tinh thần mà mình để mình có được mình làm được cái điều đó, thì suy nghĩ có yếu tố mà chánh niệm tỉnh giác, không, tức là mình tu tập tứ niệm xứ thưa quý thì ở đây á, suy nghĩ là cái điều mà sâu sắc nhất mà Đức Hành Tại muốn nhắn gửi quý vị. Nếu quý vị trong cuộc sống quý vị mong muốn mà đạt được như cái điều mà Đức Hành Tại nói đó, mình làm cái gì nè cũng phải là vô tham vô sân vô si để mình là người tâm nhân, đúng không, mình làm cái gì là nó cũng toàn hảo hết rồi, nhưng mà chúng sanh đó nó vẫn nằm ngoài cái sự cứu vớt, nằm ngoài cái tâm từ, nằm ngoài cái sự bi mẫn của mình, đúng không, thì rõ ràng nó đi theo nghiệp của nó, đúng không, mình sau đó mình sống với tâm xả là mình không, cho dù nó chết đi hay là nó bị hạ, nó bị tổn thương hay gì bất kỳ gì đó, thì mình cũng không, mình sau sự kiện nó xảy đi
thì mình sống với tâm xả, và mình quan trọng nhất là mình không có bị cái tâm mà gọi là chảo hối, không chảo hối tức là trạng thái tâm bất thiện thưa quý vị. Thì mong là quý vị hiểu được cái sự phân tích, và quan trọng nhất nha là sư nói là mình phải tu tập thiền tứ niệm xứ thưa quý vị, đó rất là quan trọng. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.